Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của những anh em. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho vị những cái thông tin mà nó liên quan đến cái vấn đề của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và cái câu chuyện sóng gió gia tộc. Thì chắc hẳn quý vị cũng thấy rồi, trong những ngày hôm nay thì hầu như có rất là nhiều những cái bọn kền nó lên nó tấn công vào chị Loan, chị Ni cũng rất là nhiều, đúng không quý vị ha? Nhưng mà quý vị cũng nhớ không, mấy ngày trước thì hầu như là cô Sáu và bà bồ mình đó cả nhà thì cũng có lên như là khịa chị Loan với chị Ni rất là nhiều ha, chê hát dở hát bộng gì các thứ các kiểu đó, ghê lắm. Thì ngày hôm nay đây lại là tiếp tục tới chú Bảy ha cả nhà ha, tiếp tục thì tới chú Bảy lên khịa chị Loan, nó chê chị Loan hát dở rồi không có bằng con của ông Bảy ha cả nhà ha, ghê quá, biết con Bảy tài giỏi đến mức độ nào, show diễn ra làm sao rồi ha. Thì nói chung ngày hôm nay có rất là nhiều những nguồn thông tin hay nha quý vị ha. Nghe đâu thì bên phía Bảy Báo Sáu Bào thì cũng đang chuẩn bị như là tổ chức một cái show, một cái chậu gì nữa đó cả nhà, ghê quá, không biết show chậu đợt này như thế nào nha. Thì từ lúc mà chị Ni với chị Loan cả nhà, từ lúc mà chị Loan vừa mới đi qua bên Singapore thăm chị Ni thì ở đây thì chú Bảy cũng đã lên rồi ha, lên khịa ghê quá. Thì cũng thấy không, cho dù hai người đó có như thế nào thì hầu như là cũng xích lại gần nhau ha. Nói chung thì cũng rất là mừng về tình cảm của hai chị em, cũng rất là thấm thiết ha cả nhà ha. Thì ở đây khi mà chị Loan vừa mới đi đó vậy, thì chú Bảy có lên một cái thông tin như thế này đây, hết Sáu bà lên khịa, Hồng Loan lại đến Bảy mỉa mai. Nó thật sự thì chú Bảy lên nói cũng chả có gì hay, nhưng mà ở đây mọi người đang bức xúc một cái vấn đề, như là chú Bảy nói một câu khá là nực cười, nó nói là chú Bảy nói là Hồng Loan hát không bằng con trai của chú Bảy nha cả nhà nha. Rồi con trai của chú Bảy giờ hát giỏi dữ chưa hả cả nhà, xin hỏi là con trai chú Bảy hát giỏi không, đi đâu hát rồi, bây giờ có được đi lưu diễn ở đâu không, hay là bữa hổm chỉ lên là biết nhảy cầm nhảy lực tực ở trên đó để cho người ta cười, người ta chế nhạo vậy mà tự tin thấy ghê luôn quý vị. Nó là Loan hát không hay, nó Loan nó không hay thiệt, nhưng mà người ta đi lưu diễn tùm lum hết trơn á, được hết sân khấu này mời, tới sân khấu kia mời, còn con chú Bảy thì người ta hát giỏi các thứ các kiểu nhưng mà chả thấy ai mời, phải tự động mình bỏ tiền túi ra. Mình tổ chức những cái show, mình mời những cái nghệ sĩ mà có tuổi mà không thấy tên đâu chứ cả nhà. Tuổi thì càng ngày nó càng lớn, mà thấy tên thì phải tìm trên Google, chưa có nữa. Cũng rất là nực cười ha, những nghệ sĩ hay. Thì vì cũng biết là hiện tại bây giờ á, là bên phía bà Bảy đó cả nhà, thì người ta đang hợp tác. Nghe đâu thì có mấy ông đờn, mấy ông thầy gì đó cũng tới nhà đang tập dượt những cái kịch bản nha cả nhà ha, ghê quá. Vừa thấy chị Loan đi là bắt đầu hát liền ha, hát đâu có dám, mà hát khi mà chị Loan ở nhà đâu vậy đó. Chị Loan vừa mới đi công việc có chút xíu thôi ở đây thì bắt đầu chơi chiêu rồi, hát hò lôi kéo khán giả chê cái này. Em mới thật sự ở nhà ha, mỗi lần mà Bảy Sáu hay là ai đó mà mở những cái show cái chậu gì ra đấy, hầu như thấy khá là vắng khách nha. Mà đợt này thì không biết làm sao, đợt này nếu mà mở một cái live show thì có bán vé có mắc không hả, vé có giống được trước không chú Bảy, vé khoảng 500 không ở bên trống đồng mà ở người ta bán là vé nhớ là hình như là có 180 hay 150 gì đúng cả nhà, lâu quá rồi cũng quên việc, nhớ là 180 hay 150 gì đó đó, mà người ta còn được ghế ngồi dựa đã cái lưng luôn ha. Còn ở bên mà chú Bảy mình mà nếu mà đi một cái vé mà khoảng tầm 500 mà phải được ngồi ghế một thì thôi. Em khuyên cô chú anh chị mình đó, có ấy thì ở nhà ta đi xem hội chợ đi, hội chợ nó còn có ghế bàn thoải mái, dựa uống nước cũng gì nữa, còn đi thêm đi xem mẹ con cô Sáu lên đó múa quay múa cuồng gì đó, chứ thậm chí là hơi mất công tưởng nhớ tới cậu Năm nữa, lôi cái hình ảnh cậu Năm ra rồi tưởng nhớ gì nữa. Không biết là đợt này mở show rồi, bên phía mà gần kền những cái bọn mà kêu gọi đó, nó có ủng hộ 500 vé hay là 600 vé gì không ha, gán nói chung cũng gán chờ đợi. Thì quý vị cũng biết thì hiện tại là chú Bảy đã chuyển về một cái ngôi nhà mới rồi nha quý vị ha, người ta đã chuyển nhà rồi, ghê quý vị ha. Lên trên mạng xã hội thì khóc lóc than thở quá trời quá đất luôn, nhưng mà người ta có tiền để mua chuyển nhà nha, nói chung chuyển được vô trong nhà rồi, trời ơi, đuổi con mình đi các thứ các kiểu ha, từ mặt con ABC, mà cũng nghe lời cái bà mụ Bảy đó, không chứ không ai đâu chứ cả nhà.
sợ đứa con ruột của mình nó giành tài sản hay gì á, bắt đầu đuổi người ta đi. Bây giờ thấy không, để cả nhà thấy không, giờ bùm bùm nè, làm ăn cũng được, cũng ổn rồi, cũng tạm ổn. Đâu phải là có ông Bảy mới sống được đâu, không có ông Bảy đây quăng mà sống bình thường. Nhưng mà ở đây là mọi người đã biết thêm một cái bản mặt cha mà đi từ mặt con đó, giờ chưa từng thấy hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng mà đối với chú Bảy thì cái chuyện đó không có nha, chú Bảy làm láng làm luôn nha quý vị ha, rất là ghê gớm luôn quý vị. Rồi thì tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một cái thông tin khác, là nó liên quan đến một số những cái kênh YouTube. Mấy ngày hôm nay quý vị cũng biết đó, có rất là nhiều người hầu như đã quay xe lại đến với chị Hồng Loan đúng không quý vị? Nhưng cả nhà cũng hiểu rồi, như là Chí Cảnh nè, hay là Thám Tử Cao gì nè, hay là Lang Thang Đường Phố Giang Villa nè, đó vân vân và mây mây. Nhưng mà ở đây cả nhà nhìn nhận đi, hầu như là Chí Cảnh thì đang bị thưa rồi, thậm chí thì nghe đâu có những anh em YouTuber nào đó, rồi giờ nghe đâu là Thám Tử Cao, Thám Tử gì đó, cũng cho giang muốn cho giang hồ tìm kiếm thử những anh em rồi, ghê quá. Dạo này mạng xã hội mà lên rất là mạnh mồm ha quý vị ha, thời đại là 4.0 rồi, chứ không phải là ngày bình thường đâu, thích làm gì làm. Hôm nay là sự thì mọi người cũng ít nói lắm, tại vì người ta đã biết rồi, người ta đã biết rồi những cái bộ mặt của những người này rồi, lên khịa Hồng Loan, lên nói thế này thế nọ Hồng Loan, là người ta đã biết cái bản chất là đã quay xe rồi, rất là giống chị mì xào. Đến những cái đời drama nào thì cũng vậy thôi. Quý vị có biết nếu mà thành phần Thám Tử Cao kể ra thì không biết chừng nào mới hết đúng không vậy? Cả nhà nhớ không, những cái vấn đề như là hồi xưa thôi, em nói một cái câu chuyện sơ thôi quý vị nghe nè. Cái đợt mà ở tỉnh Thất Bồng Lai, thì Thám Tử Cao cũng binh theo ông nội đúng không, binh theo ông nội một thời gian không hiểu như thế nào, cũng lại quay xe, sau này lại phót theo ông nội đó, phót tỉnh Thất Bồng Lai. Thì quý vị thấy rõ ràng không, đó là một con người rất mưu mô, nó phải có cái lợi ích nào đó thì nó mới làm. Rồi tiếp theo nó đến với cái đoạn drama của chị Hồng Loan, nó cũng tương tự. Đầu tiên nó ủng hộ chị Loan đó, sau này nó kiếm được một lượng khán giả xong rồi bắt đầu nó lại nó quay xe, nói là hết kênh này hết người nọ hết người kia, lên chửi bới rồi xúc phạm nó rồi tấn công luật sư. Ủa liên quan gì cái câu chuyện đó, mày có làm gì không? Tự nhiên là những anh em người ta không có làm gì lại lôi ra rồi chửi bới, rõ ràng nó thấy là ở bên Hồng Loan không còn im nữa, không im nữa rồi, hay là biết không biết là chắc có thể là bị mẹ con nhà xích kiện, hay là bị cái chị mì xào mình đâm đơn thưa kiện gì đó nên sợ đúng không, sợ nên quay xe giống như chị mì xào gì đó vậy, bị mẹ con nhà xích đâm đơn nhiều quá rồi sợ nên quay xe lại chỉ trích và chửi bới Hồng Loan, nghe không? Cũng vậy à cả nhà, nó thật sự quay xe thì cũng sẽ bị kiện thôi, cũng bị bên phía chị Loan kiện ngược lại đó. Bây giờ Thám Tử Cao nó cũng vậy, nó lên á, nó khịa hết người này, nó chửi hết người kia, thật sự nó nói người này là thành phần ba que, thành phần ba que nọ, nó có bằng chứng dẫn chứng gì không, hay là nó chỉ lên những cái lời nói là nói suông của nó thôi. Nhưng mà mình trước mắt mình thấy là nó là đã sai sai mười mươi đúng không, nó lại nó quay lại nó chỉ trích chị Loan, thậm chí nó có rất là nhiều người lên chỉ trích chị Loan chứ không phải là riêng gì nó, còn một số thành phần khác nữa cũng sẽ lòi đó. Thế là sự ra những người nào mà có những cái ý đồ hay là âm mưu ấp ủ như thế nào đó đến với chị Loan thì từ từ cái bộ mặt nó cũng sẽ lòi ra thôi. Dễ gì mà nó giấu giếm được, dơ sự dơ từ cái drama này dơ tới cái drama khác, rất là giống chị mì xào ha. Nói chung thì những người này thì có thể là người ta về chung một phe với nhau thì rất là ok nha cả nhà ha. Má lên khịa ghê lắm, chị Ni sao kê sao rồi, Hồng Loan nói sao kê sao rồi, nó chỉ nói là người ta nói thôi. Nhưng mà không lẽ là bây giờ người ta làm người ta phải nói cho nó nghe đúng không cả nhà? Xin hỏi cả nhà là không lẽ là bây giờ tôi làm một cái chuyện gì bí mật tôi phải công khai lên trên mạng xã hội đó đúng không? Nhưng mà mấy bạn biết là có một số những vị luật sư thì cũng rất là hay liên quan tới vấn đề sao kê đó cả nhà, nhưng mà cũng rất là ngộ nha. Người ta đã có những cái thông tin mà bảo mật đó, vấn đề sao kê phải bảo mật từ từ mình làm, tự nhiên là có YouTube nó biết hết trơn, ghê không? Nhưng mà mới đây em nhận được thêm một cái nguồn thông tin nè, ghê lắm mấy bạn, luật sư mà bây giờ phải thông qua YouTube nữa nha ghê lắm cả nhà. Dịch thư luật sư mà muốn nói chuyện với chị Ni hay là muốn làm cái gì đó, trao đổi cái gì đó thì phải thông qua một cái kênh YouTube để được thông báo lên mình thấy nó khá là nực cười cái câu chuyện này đúng không cả nhà? Không có ra cái vấn đề vậy chân á, luật sư mà không có chứng kiến riêng của mình phải thông qua YouTube. YouTube bây giờ nó hay quá, YouTube bây giờ nó mạnh hơn luật sư nữa đó. YouTube nó có quyền là kêu người này xử người nọ, thậm chí là nói là thưa kiện người kia luôn, ghê không? Thưa về tội gì hả? Người chửi người ta trên mạng nó nè cả nhà nha, nó chửi người ta thì người ta có quyền đáp trả là thôi, mà lên nó thừa kiện đó, chứ không phải làm xấu như nó
ở đây đầu tiên là ta ủng hộ chị Loan chứ đâu phải là lên làm cái gì đó. Thì ở đây có thông tin như thế này cả nhà, rất là hay luôn, em sẽ chia sẻ cho quý vị nha. Chưa đầy đủ thông tin mà hối thúc việc sao kê tính gài Ni và Hồng Loan vào tội vu khống à, tụi bay coi thường trí tuệ của Ni quá. Thì quý vị cũng biết cũng có một số những cái thành phần bảo ve à, có một số những thành phần bảo ve nó sẽ chơi những cái chiêu trò rất là hay nha, nó sẽ gài chị Ni, gài chị Loan, và thậm chí là nó sẽ hối thúc một cái vấn đề này, nói là hãy nhanh nhanh làm những cái vấn đề sao kê đi, rồi làm sáng tỏ cho mọi người biết đi. Gài nó hối ghê lắm quý vị à, nó hối ghê lắm, nó nói sao chị Ni tới bây giờ cũng chưa có làm được, rồi nó nói tùm lum công chuyện cho là với một cái mục đích là làm sao cho chị Ni với chị Loan bị dính một cái bẫy nhưng mà dễ gì vậy. Đối với chị Ni thì một người, người ta đã thành công rồi à, người ta đã biết hết trơn rõ đường đi nước bước của những cái bọn này rồi, thì làm gì mà có dễ dàng mà chị Ni mà dính những cái chiêu trò của bọn này được. Thậm chí là quý vị cũng thấy là rất là nhiều lần những cái cách hành xử mà của chị Ni đó rất là hay, rất là khéo, không thể nào mà làm mít lòng mọi người, cho dù mà không thích người đó đi nữa, chị Ni cũng xử lý cũng rất là khéo, cũng rất là bình tĩnh, mình nể là chỗ đó nha ha. Chứ những cái bọn này cứ lên là nó tính gài chị Ni không à, gài thì chắc chắn thì em nghĩ là nó không đủ trình độ rồi, không đủ trình độ để gài chị Ni rồi, tối ngày lên bắt bẻ hết chuyện này để bắt bẻ chuyện kia. Còn cái vấn đề mà sao kê không á thì từ từ đi ha, từ từ đi bọn nó sẽ rõ thôi, tại vì bên chắc chắn là chị Ni người ta sẽ làm, sẽ không bỏ cái chuyện này đó, người ta sẽ làm đó. Nhưng mà cái thằng thám tử Cao cũng nhiều lần nó lên nó kìa, nó là có làm đâu làm đó, nó lại xác định là người ta không làm hay lắm, nó biết người ta không làm luôn, nhưng mà những nó đâu có liên quan đâu vậy, thì nó lên nó moi móc mà nó đâu có liên quan đâu. Còn mà những người mà đang rất là run sợ á thì đó chính lại là mẹ con của nhà Cám đó, là cái con que mình đó cả nhà, nó rất là run sợ nha, rất là run sợ là không biết chừng nào thì tới lượt nó bị ghéo tên nha cả nhà ha. Thì không biết là đợt này cái live show thì của cậu Bảy thì nó như thế nào nha. Que thì chắc là giai chính rồi ha, que là phải giai chính thôi, tại vì hãy có que mới được, không có que chắc chả ai xem đâu. Bà Sáu hát gì nổi nữa cả nhà đó, cả nhà thấy là bà Sáu bây giờ mà đi muốn không nói nữa, hát cái gì như con anh Hương gì đó, rồi ông Bảy nữa, quý vị thấy không, trời ơi những hình ảnh của ông Bảy mà bây giờ xanh xao các thứ các kiểu, ốm thấy thương lắm quý vị, ốm ở chung với thứ Bảy có cho ăn uống gì không nha, thấy ốm tông ốm tèo. Rồi thì tiếp theo đây em có một cái thông tin này cũng khá là thú vị nha quý vị ha, cũng rất là vui cho quý vị xem cái hình ảnh này quý vị, chắc kiểu này quý vị xem không được rồi ha, em sẽ đọc cho cả nhà ha. Cô Sáu bán đất về V 300 mét vuông thổ cư xây trọ giá 390 triệu sổ hồng có ghi số điện thoại luôn mà không đọc số điện thoại lên nha, ghê không. Ở đây là nghe đâu cái thông tin là cái thằng YouTube mà đi quay ở quán bún bò hoài đó quý vị, thì nó cũng có chia sẻ lại, nó nói là nghe đâu thì bà Sáu đang chuẩn bị là bán đất nha quý vị ha, người ta tính bán đất đâu, người ta nói ta về quê đó, về quê sinh sống, ta nói là sống ở đô thị ở thành phố thì giành giật quá xong lại không biết mình nghe câu giành giật xong lại là mình thấy mặt cười rồi. Ai giành giật quý vị ở nhà cứ để ý đi, ai là người giành giật và tranh giành những cái tài sản hả, có phải là mẹ con nó không đó, mẹ con nó đi tranh giành không biết là đất đâu bán nữa quý vị hả, đất ở đâu bán gì mà sao, trời ơi, đâu mà để giành được mấy cục đất cục sình vậy. Có hổm đó thì nghe đâu thì mua đất mà hả, nghe đâu có tiền nhiều lắm, đi mua đất tới mấy tỷ lần mà, rồi thậm chí thì nghe một số những thông tin là về Đồng Tháp cũng mua đất nữa, ghê lắm quý vị. Vậy mà không biết là bán đất làm gì á, hay là cái chiêu trò đó rồi hả, hay là cái chiêu trò, em nghĩ là cái chiêu trò rồi, trời ơi tiền thì ngốc hết trơn á, hay là hết rồi, em nghĩ chắc hết rồi quý vị. Hôm nay quý vị cũng biết không, tại vì bung những cái số tiền đó cho một số những cái thành phần bao que đó, cho nó tung những cái thông tin giả nè, nó lên nó chửi chị Loan, nó xúc phạm chị Loan, hay là nó vu khống gì đó. Bánh Tét nói rồi nha, Bánh Tét nó từng nói rồi, nó đã cung cấp cho tôi rất là nhiều những cái thông tin, nhưng mà những cái thông tin là không có thông tin nào thật hết trơn á cả nhà, thông tin nào cũng thông tin tào lao không mà, nó bắt tôi vu khống cho ngon, nó bắt tôi vu khống cho chị Ni, trời ơi thánh thằng ơi, cung cấp thông tin gì mà kỳ vậy đó, thậm chí quý vị cũng đã nghe rồi, Bánh Tét cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi đúng không đó, rất là rõ ràng là như vậy đó. Chắc bây giờ hết tiền rồi, hay em nghĩ là tiền nó cũng hết à, cả nhà, không lấy tiền nó ăn suốt đời đúng không, bây giờ bởi vì đâu có còn mà tiền để sao kê nữa, nên phải chợ ém luôn ha. Thế em nghĩ là bây giờ là chị que mình phải ém luôn cho những cái câu chuyện nó qua luôn, bởi vì bây giờ mà ai mà nhắc tới hai cái chữ sao kê á là chị que mình ghét lắm nha quý vị ha, ghét lắm, sẽ thưa sẽ kiện á, không biết là chừng nào mà kênh của em sẽ bị kiện ở đây cả nhà,
Tại vì nhắc tới cái vấn đề sao kê là chị ta tức lắm, chửi liền. Bởi vì thấy không, nhiều lần đến nhà chị Loan cũng vậy, có rất là nhiều khán giả thì người ta cũng kêu sao kê đi, rồi mẹ con nó đã có những cách hành xử với nhau, hành xử như thế nào đó rất là không đẹp đó. Nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ to đó nha cả nhà ha, những cách ứng xử rất là hay đúng không vị. Bởi vì rồi đợt này mở show mở chậu ra kêu ai xem à, chứ có lên trên mạng xã hội đó, nói trời ơi, tôi không cần một người nào ủng hộ, tôi chỉ cần gia đình của tôi thôi là tôi sẽ chơi đến cùng, đấu đến cùng rồi. Ủa vậy người ta đi hát làm chi vậy hả? Nói vậy thì mình đâu cần khán giả, đâu cần mọi người đâu đúng không? Vì mình lên trên mạng mình hát hò làm gì hả? Mở live show làm gì? Mình chỉ cần người nhà mình thôi đó, đâu cần ai nữa. Đi kinh doanh đi đi bán bún bò, bún bò Huế gì đi đó, đúng không? Để kiếm sống qua ngày hát làm gì, hát cũng chả có ai xem đâu, hát chiến nào cũng lỗ vậy quý vị hả? Em thật sự với cả nhà nha, mẹ con bà Sáu rồi mở cái show ra thì hầu như là lỗ 90%, không có được nào lợi nha cả nhà. Tại vì đâu có thu được cái gì đâu, là tiền của mình tự bỏ ra không mà, mướn người này cũng dùng tiền của mình, cho vé người này cũng bỏ ra tiền của mình, rồi đâu có thu vô được cái gì đâu. Trời, người ta đi ngang ấy, cũng cho tiền người ta, cho vé người ta vô xem này, vô xem đi, cho cái vé với 200.000, ai không xem quý vị, em cũng xem nữa, vô xem mấy cái đống sầm sàm chơi còn được 200.000 về đó, mua bánh mua trái cho con ăn đó, rất là mừng luôn. Nói chung thật sự yeah, nó có rất nhiều cái chiêu trò, nhưng mà chiêu trò nào cũng bị lật tẩy à. Nhưng mà đợt này không biết là nó sẽ biểu diễn ở đâu đây ta. Theo em nghĩ chắc biểu diễn ở cái sân khấu mà của thằng thái giám quá cả nhà. Chỉ có bây giờ thật sự nha, chỉ có sân khấu của thằng thái giám mới dám mời thôi chỉ có dám mới dám mời thôi. Tại vì người ta rất là vinh, người ta rất là tin tưởng là mẹ con bà Sáu sẽ giành được chiến thắng mà đó. Tại vì người ta nói là mẹ con của bà Sáu là bị oan rất là nhiều tại Loan các thứ các kiểu, rồi kêu chị Loan hãy buông ra đi, nhả ra đi, rồi chia tiền đi. Mày binh mẹ con bà Sáu quá thì bây giờ mày hãy giúp đỡ mẹ con bà Sáu đi, mà cho nơi biểu diễn nè, đừng lấy tiền hay là lấy tài sản của mày đó chia cho mẹ con bà Sáu, làm vậy đi người ta mới tin. Chứ lên trên mạng hàng ngày, quý vị cũng thấy là hàng này lên trên mạng xã hội hàng ngày nó điêu nó hoa không à, nói cho có lệ thôi, ai nhè kết cuộc bị khán giả tẩy chay quá trời quá đất luôn cả nhà ha. Rồi gán đi nha, gán được này đi bà Sáu, chuẩn bị mở cái show đó rồi thầy ra giúp đi. Rồi thì nói chung thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho cô dì chú bác anh chị em thì cũng có bấy nhiêu thôi. Quý vị và các bạn có xem thì cũng nhớ cho em cái like và cái chia sẻ nha cả nhà. Thôi thì em xin kết thúc cái video ở đây, em xin chào và bye bye, bye bye.